Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, lần đầu tiên các nhà vật lý đã phát hiện ra những hạt ma quái quý hiếm. Nó được tạo ra từ chuỗi phản ứng nhiệt hạch bên trong lõi của hệ mặt trời. Khám phá này đã giúp các nhà khoa học tiến một bước gần hơn để hiểu về những gì đang xảy ra trong lõi của mặt trời. Công trình nghiên cứu được đăng tải lần đầu tiên trên tạp chí Khoa học Cuộc Sống ngày 16 tháng 7 năm 2020. Vậy hôm nay, Tốt Thú Vị mời các bạn cùng đi khám phá những bí ẩn của hạt ma quái mới được phát hiện này. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Mặt trời là ngôi sao chủ của Thái Dương hệ. Đây là khối cầu plasma khổng lồ. Với đường kính lên tới 1,36 triệu km, mặt trời là nơi cung cấp năng lượng quan trọng nhất cho sự sống trên trái đất. Từ lâu, các nhà khoa học đã biết có hai loại phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra trong lõi của mặt trời. Thứ nhất là phản ứng tổng hợp proton biến đổi hydro thành helium. Đây được cho là phản ứng tổng hợp phổ biến nhất trong lõi của mặt trời. Chính bởi vậy, các nhà khoa học cho rằng những phản ứng tổng hợp phổ biến này chúng tạo ra 99% năng lượng của mặt trời. Thứ hai đó là chu trình CNO. Đây là một chu trình hiếm gặp hơn, trong đó hydro được hợp nhất với helium bằng carbon, nitơ và oxy. Cả hai quá trình phản ứng tổng hợp proton và chu trình CNO sẽ tạo ra các loại neutrino khác nhau. Chúng được mệnh danh là các hạt ma quái vì gần như chúng không có khối lượng và có thể đi xuyên qua mọi vật chất thông thường mà không để lại bất kỳ dấu vết nào về sự hiện diện của chúng. Các nhà vật lý trước đây thường xuyên thu được neutrino từ mặt trời, nhưng tất cả đều được tạo ra bởi quá trình proton biến đổi hydro thành helium. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại cuộc hội thảo neutrino của các nhà khoa học trên thế giới, các nhà nghiên cứu đến từ Viện Vật lý Hạt nhân Quốc gia Ý tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra neutrino đầu tiên do chu trình CNO của mặt trời tạo ra. Nghiên cứu này lần đầu tiên được đăng tải trên tạp chí Khoa học Cuộc Sống ngày 16 tháng 7 năm 2020. Các nhà khoa học cho rằng, bằng cách so sánh neutrino của chu trình CNO với neutrino của quá trình phản ứng tổng hợp proton, họ có thể tính toán rằng bao nhiêu phần trăm mặt trời được tạo ra từ các nguyên tố nặng hơn hydro như carbon, nitơ và oxy. Như đã nói ở trên, các hạt ma quái neutrino gần như chúng không có khối lượng và chúng có thể đi xuyên qua mọi vật chất thông thường mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Chính bởi vậy, để phát hiện ra nó, các nhà nghiên cứu đến từ Viện Vật lý Hạt nhân Quốc gia Ý đã phải sử dụng thí nghiệm Borecino dưới lòng đất. Họ đã sử dụng máy dò Borecino bao gồm một bể chứa cao 18 mét, trong đó chứa khoảng 280 tấn chất lỏng óng ánh. Những chất lỏng này có khả năng phát sáng khi các electron trong đó tương tác với các hạt neutrino đến từ chu trình CNO. Máy dò Borecino được chôn sâu dưới lòng đất. Nó được cách ly với bức xạ nền khác đến từ vũ trụ có trên bề mặt trái đất. Ngoài ra, nó được trang bị các cảm biến cực nhạy để bắt được những neutrino đến từ chu trình CNO của mặt trời. Nếu không có sự che chắn này, các nhà khoa học sẽ khó mà phát hiện ra những hạt ma quái đó. Thí nghiệm Borecino là một dự án hợp tác quốc tế bao gồm các nhà nghiên cứu đến từ Ý, Pháp, Đức, Ba Lan và ba trường đại học Princeton, Virginia Tech và Massachusetts của Mỹ. Theo các nhà khoa học, neutrino là các hạt hạ nguyên tử khó nắm bắt. Chúng được tạo ra trong một loạt các quá trình tổng hợp hạt nhân. Chúng gần như không có khối lượng và chúng lướt qua vũ trụ với tốc độ gần bằng với vận tốc của ánh sáng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra vô số các neutrino xuất hiện trong vũ trụ, từ những vụ nổ siêu tân tinh đến lõi của các ngôi sao, và nó xuất hiện ngay trong lò phản ứng hạt nhân trên trái đất. Chính bởi vậy, các nhà khoa học cho rằng số lượng neutrino có thể gấp 1 tỷ lần so với các proton trong vũ trụ. Bất chấp sự phổ biến của chúng, neutrino vẫn là một bí ẩn đối với các nhà vật lý, bởi vì các hạt này rất khó bắt. Theo ước tính, cứ mỗi 1cm của cơ thể chúng ta sẽ có khoảng 100 tỷ neutrino đang đi qua. Có điều bạn sẽ không cảm nhận thấy nó. Neutrino có thể chuyển qua mọi vật chất giống như cách thức ánh sáng chuyển qua một lớp kính mỏng. Chúng chỉ được phát hiện bằng những thiết bị chuyên dụng siêu nhạy như phòng thí nghiệm Borecino của các nhà khoa học Ý mà thôi. Vào cuối thế kỷ 19, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều nghi vấn cho hiện tượng gọi là phân rã beta. Khi đó, họ phát hiện hạt nhân bên trong một nguyên tử tự phát ra một điện tử. Phân rã này dường như vi phạm hai định luật vật lý cơ bản,
đó là định luật bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng. Mãi cho đến năm 1930, nhà vật lý Pauli mới đề xuất ý tưởng có một hạt bay ra khỏi hạt nhân, nó mang theo những năng lượng và động lượng còn thiếu. Đến giữa thế kỷ 20, các nhà khoa học mới bắt đầu chế tạo được những chiếc máy thăm dò tìm kiếm các hạt ma quái neutrino này. Phải nói rằng, việc phát hiện các hạt ma quái từ chu trình CNO của mặt trời là một thành công lớn của các nhà khoa học. Với kết quả này, các nhà nghiên cứu đã làm sáng tỏ hai quá trình phản ứng tổng hợp proton và chu trình CNO. Qua đây có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về các phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi của mặt trời. Nghiên cứu và khám phá mặt trời luôn là một công việc không hề dễ dàng của các nhà khoa học. Với sức nóng khủng khiếp của nó tạo ra, các nhà khoa học dường như không có thiết bị nào đủ sức chịu đựng để tiếp cận gần với nó. Vào tháng 2 năm 2020, tàu thăm dò Solar Orbiter, một dự án hợp tác chung giữa NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA, đã được phóng bay thẳng hướng về phía mặt trời. Nhiệm vụ của nó kéo dài trong 2 năm nhằm nghiên cứu các phản ứng trên bề mặt của mặt trời và các mối nguy hại do nó tạo ra. Mới đây, NASA và các nhà khoa học đã công bố hàng loạt các bức ảnh mặt trời được con tàu chụp lại vào tháng 6 năm 2020. Lúc này, vị trí con tàu cách mặt trời khoảng 75,6 triệu km. Đây có thể được coi là những bức ảnh chụp mặt trời ở khoảng cách gần nhất từ trước đến nay. Những đốm lửa trại trong bức ảnh được tàu thăm dò chụp lại, chúng nhỏ hơn 1 tỷ lần so với vệt lóa mặt trời quan sát được từ trái đất. Những bức ảnh này, chúng có thể góp phần lý giải tại sao vành nhật hoa của mặt trời lại nóng hơn bề mặt của nó. Về bản chất, vành nhật hoa là vùng ánh sáng phát ra từ không gian xung quanh của mặt trời. Theo các nhà khoa học, vùng này có một mật độ vật chất cực kỳ thấp. Khi đứng ở trái đất, chúng ta có thể quan sát thấy vành nhật hoa khi hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra. Đa số chúng ta đều có một suy nghĩ rằng, những khu vực nào càng gần nguồn nhiệt, nó sẽ càng nóng. Đây có thể coi là một chân lý logic in đậm trong suy nghĩ của chúng ta. Nhưng ở mặt trời lại khác, tại lõi mặt trời, khu vực xảy ra các phản ứng tổng hợp hạt nhân, nó có thể có nhiệt độ tới khoảng 15 triệu độ C, và đây là nơi sản sinh ra các năng lượng của mặt trời. Càng đi ra phía bên ngoài của lõi, nhiệt độ của chúng lại càng giảm. Khi đến bề mặt, nhiệt độ của nó chỉ còn khoảng 5.500 độ C. Tuy nhiên, vành nhật hoa của mặt trời lại phá vỡ những quy luật logic đó. Ở khu vực cách rất xa bề mặt của mặt trời, vành nhật hoa này có thể có nhiệt độ lên tới hơn 1 triệu độ C. Đây vẫn được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất của mặt trời mà các nhà khoa học chưa thể giải mã. Nhưng với những góc nhìn mới của tàu thăm dò Solar Orbiter, các nhà khoa học hy vọng rằng sẽ phần nào lý giải được sự nghịch lý đó. Nghiên cứu mặt trời có ý nghĩa thiết yếu, giúp các nhà khoa học có thể lập kế hoạch đối phó với những sự kiện thời tiết gây hại như phun trào nhật hoa. Sự kiện này có thể phá hủy hệ thống GPS, mạng lưới điện, dẫn tới thiếu hụt lương thực và mất điện trên quy mô toàn cầu. Cơ quan Vũ trụ Anh cho biết, thiệt hại có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để khắc phục. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra phương pháp dự đoán chính xác được các vụ phun trào nhật hoa của mặt trời. Còn với tàu thăm dò Solar Orbiter, nó mang theo trên mình 10 thiết bị, 6 trong số đó chuyên dùng để theo dõi bề mặt của ngôi sao. 4 thiết bị còn lại sẽ có nhiệm vụ đo môi trường xung quanh với những hạt hạ nguyên tử, gió mặt trời và từ trường. Tàu vũ trụ Solar Orbiter có tầm trị giá 1,5 tỷ USD đang tiếp tục hành trình về phía mặt trời. Theo kế hoạch, con tàu sẽ bay sát mặt trời nhất ở khoảng cách 48 triệu km, gần hơn cả thủy tinh. Và chắc chắn, con tàu sẽ không bay đến được khoảng cách gần hơn, bởi vì khi đó sức nóng của mặt trời sẽ khiến kính viễn vọng trên con tàu bốc cháy. Khi tiến tới cuối nhiệm vụ, con tàu sẽ tận dụng lực hấp dẫn từ kim tinh để điều chỉnh quỹ đạo hình ellipse và bay qua vùng cực của mặt trời vào năm 2021. Các nhà khoa học hy vọng rằng đây sẽ là lần đầu tiên họ có cơ hội quan sát khu vực này và khám phá quá trình sản sinh từ trường của ngôi sao. Chúng ta hãy cùng chờ đến năm 2021 xem những thành quả của tàu thăm dò này mang lại là như thế nào nhé! Vậy là hôm nay, tốt thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn mới được phát hiện của hạt ma quái phát ra từ quá trình CNO của mặt trời. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tốt thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!